Dạ thầy, Xin mời cả lớp cùng đọc bài Luận Chư Thiên. Sắc kê ca mê, sắc kê ca chá lụ kê, chí đi sĩ ca pháp tê, chán tà lịch kê, quý mà nê, thị tê, rát tê, chá gà mê. Tà ru a na ga ha nê, ghê ha quát hùng di kết tê, hùng ma chà giang tu đề hoa, chà la ha la vi sát hê. Yak ka gan tap ba na ga tik han ta san tik ke yang mu li wa ra wa cha na sa tha wo me chu nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pa dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa dan ta tham ma sa wa na ka lo a yam pa dan ta Buddha-ratana-panama Nam-mô-tát-sa-pa-ga-va-to A-ra-to Sam-ma-sam-bu-tát-sa Nam-mô-tát-sa-pa-ga-va-to A-ra-to Sam-ma-sam-bu-tát-sa Nam-mô-tát-sa-pa-ga-va-to A-ra-to Sam-ma-sam-bu-tát-sa Ti sa ra nề na Buddham sa ra gacchami Dhammam sa ra gacchami Sangham sa ra gacchami Duti yam di Buddham sa ra gacchami Duti yam di Dhammam sa ra gacchami Duti yam di Bằng cái gì là ấy? Pa na ti pa ta về ra ma này Sikha nang samadhyāle adinunadana Vairamane Sikha nang samadhyāle Kame chubhacchāchāra Vairamane Sikha nang samadhyāle Musāvāda Vairamane Sikha nang Samadhyāme Shurāme Rāyāma Chakpāma Tathāna Vairamane Sikkhāpadaṃ Samadhyāme Dhammadāsanāya Janagātha Brahmacaloka Tipati Sampati Katanchali Antiparam Aya chakha santi tha sata parachakha kacchatika Yese tu dhamma anukampima pacha sata maheri Vinayam chakayam sutam chabantam Abhidhamma chambam Ako tayanto chatu satcha dandam Abbodhaneye Parisaya macce evam sampati brahma bhagavatam ajacchatha tunhi pave natam buddho karunye ngati vasaya tanha uttaya parena migadayam tato yato pancavapyadayo Ngày về an mạng, tại về si thầm mát tổ, ta tổ ốc phụ thi sầm út tổ, an nụ nạ thầm ma đề sát nặng,
ma ca wa wa sa ni đề sê sê sắc phất ta răng hát tha sĩ ta càng tê na sa ru ai yô phan tê đề sê tu thầm ma đề sa nằm sắp bà y tha a la vi sa ya a nu kham ba pi ka ta vê. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Để học viên lớp Phi Diệu Sát cơ bản, xin trang nghiêm thân khẩu ý, thành tâm tri ân sâu sắc đến chư Tăng, Thầy Tổ, các vị trưởng lão đáng tôn kính, còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sanh, thiện nhân lành, người dựng các lớp học, công phu biên soạn và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an và những thành tựu vinh quang cho thầy mọi đời. Phát triển trí tuệ luôn luôn là một việc đáng làm nhất trong đời. Ban tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học tập nghiêm túc tha thiết và kiên trì tất cả các thiện hữu trong room. Nguyện cầu cho phước báo phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày chủ nhật 6 tháng 9 năm 2020, là buổi học thứ 93 của lớp Phi Diệu Pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy Quang hủy lên lớp, xin chúc cho các bạn có thêm một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Đây, xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về lộ trình tâm. Rồi là học hình như tới cái gì đã quên rồi. Rồi, bắt đầu trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi sơn ma sam bút tham tu lăng sát sát tham ma gan út tham ăn áp phi hoa đi ya pha si sang áp phi tham mắt pha sang gan tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sa Di. Rồi, thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng ta cũng vẫn như thường lệ, đoạn đầu thì chúng ta cùng nhau lên đọc Pali để nắm được ý của bài, rồi sau đó ta đi vào bài học. Rồi mời Triều post bài để mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc Pali để chúng ta kiếm được phước báo cho cuộc sống chúng ta có thêm nhiều lợi ích. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Phần thứ trình đọc bài. Phân loại đối tượng.
Adi mahantam, mahantam, paritam, adi paritam, cha ti ban cha do ye, mano do ye, ti phu tamma vi phu tam, cha ti cha tha, vi sa yap pa quat ti ve dit tap ba. Đối tượng được trình bày theo 6 hình thức như sau. Ngang qua nam mô, rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ. Ngang qua ý môn, rõ và không rõ. Chích tá quỳ thí, lộ hình tâm. Bành chá đò ra quỳ thí, lộ ngũ môn, cá thằng. Ú phà đá thí thí phà, phá hoành gá quá. Sê ná khá ná tá dân. Ê cá chích tá bắt khá năng. Nà mát. Tà ní pa ná sát ta ra sá chít tá khá nà ní rù thầm mà ná mà ní. Như thế nào? Một sắc na tâm gồm có ba giai đoạn: sanh, trụ và diệt. 17 sắc na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. Thì các chích tắc khá nà tì tà ní hòa. Bá hú chích tắc khá nà tì tà ni hòa chi chi bát tà nghề quá bằng chà làm bá nà ni bằng chà đò rề à ba thằng à gách chàng tí. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của năm môn cửa giác quan lúc ở giai đoạn tình khi một hay nhiều chập tư tưởng vừa trôi qua. Tất mà giá dĩ ề cách tắc khá ngà tí tắc càng rù bà rằm má nằm chắc khút sát à bà thằng à gắt chắc tí tắc đồ đích khá tùng phá hoành ghề chá lý tề phá hoành gá sô tăng quá trình đi tòa tâm mê quá rù bà răng má nặng à quá chèm tăng bành chá đò ra quá chá ná chích tăng ấp bắt chích tòa ní rút chá tí tá tổ tá xà nặng tá răng tâm mê quá rù bằng tắt sàn tầng các khu nhìn nhà nặng tầm ba thích sàn tầng tầm ba thích cha ná thích tầng sàn tì ra giá mà nặng sàn tì ra ná thích tầng quá quách tháp bàn tầng quá tháp ba ná thích tầng trà di dắt hà thắt khang bằng ức bát thích tòa ni rút tràn tí. Do đó tiến tình tâm diễn tiến như sau. Ví dụ như một đối tượng nhãn quan vừa qua một chập theo đường của mắt, kế đó tâm phá quanh rá rúng động trong một chập, rồi diệt chấm dứt dòng phá quanh rá. Liền sau đó ngũ môn hướng tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó. Tiếp theo là những tập tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và chấm dứt. Nhãn thức nhìn thấy hình dáng của đối tượng, tiếp thọ tâm thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm quan sát hình dáng ấy, xác định tâm xác định hình dáng. Xin chào thầy, xin chào cả lớp, tất cả xin đọc bài. Tá tô ba răng ê cu nát tinh sát ca ma quá chá rá chá hoàng quá nề su giang kính chí lát á bắt chá giang dê phi dê ná sát tắc khá tùng chá quá tí chá quá nà nú quá thà ní chá đề tá đà Ramana ba ka hi ya tha ra hằng ba quát
tàn tí ta tô ba răng á hoàng gá ba tô. Tiếp theo, một trong 29 dục giới tổng tốc tâm do nhân duyên chi phối, phần lớn tồn tại đến bảy sắc na. Theo sa tổng tốc là hai đồng sở duyên thập di mó, tùy theo mà khởi lên, tiếp đến lộ trình chìm vào hậu kiếp. Ê ta quá ta chút đá xá chích túp ba đa đê phá hoàng gá chá lá na ní búp bê qua ti ta ca ca mê ca chích tắc khá nàng tí ca tò sách ta ra xá chích tắc khá nà ní ba rí bù rèn tí ca tò ba răng ní út chá tí à làm ba ná mê tăng á tí ma hà tăng nà ma gồ cha răng. Như vậy, một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sát na, sau khi được thâu nhận chậm đến một tâm sát na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ trình, hai sự rung động của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt. Một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Và quá ta đa làm ba núp ba đa ba ná áp ba hòn ta ti ta căng a ba thăng a gá tăng a làm ba năng ma ha hàn tăng na ma tát tha cha hoàn na cha quá na quá xa nề pha hoàn gá ba tô quá hồ tí nát thí ta đà làm ba núp ba lô. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi đồng sở duyên nó khởi lên. Đến cuối động tốc tâm, đối tượng ấy chìm vào hậu kiếp và đồng sở duyên tâm không khởi lên. Xin hết. Con Nông Triều kính chào thầy và chào cả lớp. Con xin đọc tiếp phần 3. Và qua cha qua đức bà đa tí ấp phá hồn ta tì tất cầm à bà thần à gá tăng à lầm ba nặng ba lít tăng nà má tất tha cha qua nặng y a nức chi tòa giác tích khất tuần quốc tha ba na mê quốc ba quốc ta tí ta tổ ba đằng pha hoàn gấp ba tổ ba hồ tí. Một bức tượng được gọi là nhỏ nếu được không nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động tốc tâm khởi lên. Ở đây động tốc tâm không khởi lên, xác định tâm phải tồn tại hai hay ba tâm sắc na, xong thì lại chìm vào hậu kiếp. Và qua quốc tháp ba nấp ba đà cha ba na áp ba hồn ta tì ta cần a ba tâm a ga tăng ni rô tha san na ma lâm ba năng a ti pa đít tăng na ma tát tha pa hoàn gia cha la na mê qua hồ ti na thi quỳ thì chích tức bà đồ. Một đối tượng sắp sửa diệt được gọi là rất nhỏ nếu được thâu nhận rất chậm
và không thể tồn tại cho đến khi xác định tâm khởi lên. Ở đây khổ kiếp chỉ rung động, lộ trình tâm không khởi lên. Tích chê quan chắc khu đoà rê tất thà sô ta đoà ra đi sư cha tư sắp phát thà tí phần cha đoà rê ta đà lầm ba na cha wa na wốt tha ba nam mô ca hoà ra sàn thà ta năng cha tùn năng hoà ra năng gia thắc kha măng a lầm ba na phù ta quý sa yáp ba vát tí chất tu thà về đi tắp bà. Như vậy đối với nhãn môn cũng vậy, đối với nhiễm môn vân vân, tổng cộng tất cả năm môn có bốn sự trình bày của đối tượng tùy theo thứ tự theo bốn cách được biết là: một, chấm dứt ở thập di ta đà lầm ba na hòa đó; hai, tồn tại cho đến tốc hành tâm; ba, xác định tâm quốc tha ba na hòa đó; bốn, không đáng kể chỉ khiến cho họ kiếp rung động. Quỳ thi chích tà ni sắp tề quá chích tức bà đà cha tu ta sát cha tu bành nhà sa quýt thà ra bành chất và rệ giác thà ra hằng. Có bảy phương cách, bảy chập tư tưởng và 14 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm: một, quát na; hai, bành cha quỳnh nhà na; ba, tầm bát tích cha na; bốn, sàn tì ra na; năm, quát tha pa na; sáu, cha quát na; bảy chập và bảy ta đà lầm ba na. Bảy chập này trở thành 14 nếu tính riêng bảy chập cha quát na và hai chập ta đà lầm ba na. Tính với đầy đủ chi tiết có 54 tam dục giới tùy trường hợp sinh qua năm môn. Hay cha mẹ khắp phần cha đòa về vì quýt thi chích tắp ba quát tí ná dồ. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh siêu qua năm môn. Dạ, con đã đọc xong. Con xin. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ạ. Con kính đảnh lễ thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ, đoạn 1. Ati ma hàn tằng, ma hàn tằng, ba rít tằng, ati ba rít tằng, cha ti bành cha đòa rê, ma nô đòa rê, quy phù tam ma quy phù tằng, cha ti cha thà, quy sa giáp ba quát ti huệ đi táp bà. Đối tượng được trình bày theo 6 hình thức như sau: ngang qua năm môn, rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ; ngang qua ý môn, rõ và không rõ; chít ta quỳ tí, lộ trình tâm; bành cha đòa ra quỳ tí, lộ ngũ môn; ca tằng ốp bà đát thi tí pha quần ga wa se na kha na ta dằng e ka chi tắc kha nằng nà ma ta ni ba na sa ta ra sa chi tắc kha nà ni ru ba thầm mà na mà yu. Như thế nào? Một sát na tâm gồm có 3 giai đoạn: sanh, trú và diệt. 17 sát na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. E ka chi tắc kha nà tì nà ti hòa, ba hu chi tắc kha nà tì nà ti hòa, thi ti bát
tà nề quá bành trà lầm ba nà ni bành cha đòa rề à bà thầm à gách tràn tí. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của năm môn cửa giác quan, lúc ở giai đoạn tịnh, khi một hiểu chập tư tưởng vừa trôi qua. Tas mà ya di e ka chi tắc kha nà ti tắc căng rù bà rằm ma nặng chắc khút xa à bà thầm à gách chá tí. Ta tổ đích kha tùng pha hoàn ghề cha li tề pha hoàng ga sổ tặng bốc chìn đít tòa ta mề qua rù bà rằm ma nặng à quách trần tặng bành cha đòa rà quách cha na chít tặng úp bách chít tòa ni ru cha tí. Ta tổ ta xà nằn ta rằng ta mề qua rù bằng bát sàn tặng khu quyền nhà nàng sầm bát tít trần tầng sầm bát tít cha na chít tầng sằng tì ra gia mà nàng sằng tì ra na chít tầng qua quách tha bền tầng phốt tha ba na chít tầng trà ti giá thắt ca mằng úp bách chít tòa ni rút trần tí. Do đó tiến trình tâm diễn tiến như sau. Thí dụ như một đối tượng của nhãn quan vừa qua một chập theo đường của mắt, kế đó tâm phá quan giá rúng động trong một chập rồi diệt chấm dứt dòng phá quan giá, liền sau đó ngũ môn hướng tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó. Tiếp theo là những chập tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và chấm dứt: nhãn thức nhìn thấy hình dáng của đối tượng, tiếp thọ tâm thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm quan sát hình dáng ấy, xác định tâm xác định hình dáng ấy. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Cảm ơn Đông Triều đã bốt bài. Dạ, kính mời vị kế tiếp. Dạ, con kính chào ba, con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo, kính chào thầy Kinh, kính chào các quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Tato para e ku natisaka ma wachara chawane suya kinh chi latapachaya ye fu yay ye na sataka tu chawati chawana nu mantha ni cha dwe tada ramanapa ka ni yatha raha pawat tàn tí ta tổ ba la pha hoàng gà gà bà tổ. Tiếp theo 129 dục giới động tốc tâm do nhân duyên chi phối, phần lớn tồn tại đến 7 sát na. Theo sau động tốc là hai động sở duyên thập di một tùy theo mà khởi lên, tiếp đến lộ trình chìm vào hộ kiếp. Ết ta wa ta kut da sa chi tu pa da duệ pha hoàng gà cha la na ni tut pe wa ti ta ca me ca chi ta kha nan ti ca tòa sát ta ca sa chi ta kha na ni pa ri pu ren ti ta to pa ra ni ru cha ti a lam ba na me ta a ti ma han ta na ma go cha ra. Như vậy, một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sát na. Sau khi được thâu nhận chậm đến một tâm sát na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ trình, hai sự rung động của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt, một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Già quá ta đa là ta đà làm pa núp pa đà pa na ấp pa hòn ta tì ta cần a pa tha a gat ta a làm ba na ma hàn ta na ma ta tha cha wa na wa sa nề pha hoàng ga pa to wa hồ tí na thi ta đà làm pa núp pa đồ. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn,
và không thể tồn tại cho đến khi đồng sở duyên mót khởi lên đến cuối động tốc tâm, đối tượng ấy chìm vào hộ kiếp và đồng sở duyên tâm không khởi lên. Dạ, con xin hết ạ. À, xin cảm ơn Đông Triệu đã post bài. Xin chào thầy Kinh ạ. À. Dạ, con xin xuống mic. Dạ alo alo ạ. Dạ con không thấy ai lên, con lên đọc tiếp ạ. Alo ạ. Dạ qua cha qua nó bà đà bi áp ba hồn tà tì ta cầm à bà thằng à gát tằng à làm ba nàng ba ri tằng nà ma ta tha cha qua nàng bị anu ba qua bị con xin đọc lại ta tha cha qua nàng bi anu bách chi tòa bát tích khát tùng vốt tha ba nã mề qua ba qua ta tị ta tổ ba rằng pha hoàng gáp bà tổ qua hồ tị. Một đối tượng được gọi là nhỏ nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi đồng tốc tâm khởi lên. Ở đây đồng tốc tâm không khởi lên, xác định tâm phải tồn tại hai hay ba tâm sát na, xong lại chìm vào hộ kiếp. Và qua vốt tháp ba nốt bà đà cha ba na áp ba hồn tà tì tắc cầm à bà thằng à ga tàng ni rồ thà sằng na mà lầm ba nàng a ti ba ri tàng nà mạ ta tha pha quần ga cha la na mề qua hồ ti na ti quỳ thi chít túp bà đồ. Một đối tượng sắp sửa diệt được gọi là rất nhỏ nếu được thâu nhận rất chậm và không thể tồn tại cho đến khi xác định tâm khởi lên. Ở đây hộ kiếp chỉ rung động, lộ trình tâm không khởi lên. Ích chê hoàng chắc khút đòa rề, ta thà, sổ ta đòa rà đì su trà ti sắp, ba thà bi bành cha đòa rề, ta đà làm ba na cha qua na vốt, tha ba na mồ, kha hòa ra sẵn khà tà nặng, cha tùn nặng hòa rà nặng, cha thắc ca mằng à làm ba na phù tà quy sa giáp ba quát ti cha tu thà quê đi táp bà. Như vậy đối với nhãn môn cũng vậy, đối với nhĩ môn vân vân, tổng cộng tất cả 5 môn có 4 sự trình bày của đối tượng tùy theo thứ tự theo 4 cách được biết là: 1. Chấm dứt ở thập di, ta đà làm ba na hòa ra. 2. Tồn tại cho đến tốc hành tâm. 3. Xác định tâm, vốt tha ba na hòa ra. 4. Không đáng kể, chỉ khiến cho hộ kiếp rung động. Quỳ thi chi tà ni sát tề qua chi túp bà đà cha tu đa sa cha tu bành nhà sa quýt thà ra bành cha đòa rề gia thà ra hằng. Có 7 phương cách, 7 chập tư tưởng và 14 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm. 1. À quách cha na. 2. Bành cha quỳnh nhà na bà sầm bát tít cha na. 4. Sằng tì rần na. 5. Vốt tháp ba na. 6. Cha qua na, 7 chập. Và 7. Ta đà làm ba na, 7 chập này trở thành 14 nếu tính riêng 7 chập cha qua na và 2 chập ta đà làm ba na. Tính với đầy đủ chi tiết có 54 tâm dục giới tùy trường hợp xuyên qua 5 môn. Ayamet
Tha bành cha đòa rề quỳ thi chít tắp ba quát tí na dồ. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh xuyên qua năm môn. Dạ, con đã đọc xong, con xuyên xuống mic. Dạ, xin thầy chỉ cho con đọc chỗ nào sai. Dạ, cảm ơn Đông Triều, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. À, xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy Kinh, và dạ, con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ cảm ơn cô Kim Dung đã cho biết tín hiệu ạ. Đoạn 1. Ati mahan tang, mahan tang, parit tang, ati parit tang, cha ti pan cha đoà rê, mano đoà rê. Quy phù ta má, quy phù tăng, trà ti chá thạ, quy sa yáp, bao quắp ti quề đi tóc bà. Đối tượng được trình bày theo 6 hình thức như sau. Ngang qua 5 môn, rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ. Ngang qua ý môn, rõ và không rõ. Chích ta quỳ thí, lộ trình tâm. Bành chá đòa ra quỳ thí, lộ ngũ môn. Các thằng úp bà đất thi ti phá quần ga quá xề na khá nắp ta dặn ê ca chít tắc khá nặng nà má ta ni pa na sát ta ra xá chít tắc khá nà ni rù pa thầm mà nắp mà dú. Như thế nào? Một sát na tâm gồm có 3 giai đoạn sanh, trú và diệt. 17 sát na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. Ê ca chít tắc khá nà tì tà ni hòa. Bá hú chít tắc khá nà tì tà ni hòa. Thi típ bá tà nê. Quá bành trà làm bá nà ni bành chá đòa rê. A bà thầm a gác tràn tí. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm, nhập vào tâm theo con đường của năm môn, cửa giác quan, lúc ở giai đoạn tịnh, khi một hay nhiều chập tư tưởng vừa trôi qua. Tasmai yadi ekachit takhana titakang rupa rammanang chakkhusa apatham agacchati tato khát tùm phá hoàng ghê cha lý tề phá hoàng gá sô tăng quá trình đi tòa ta mê quá rù bà rằm má năng à quá trình tăng bằng cha đòa ra quá cha ná chít tăng úp bát trí tòa nê rút cha tí ta tô ta xà nàn ta răng ta mê quá rù bằng ba sang tăng chắc khu huỳnh nhà năng sam ba tích trần tăng sam ba tích cha na chít tăng san tì ra ya mà năng san tì ra na chít tăng wa wat tha bền tăng wat tha ba na chít tăng cha ti ya thắc ca măng upat chi tòa ni ru tràn tí. Do đó, tiến trình tâm diễn tiến như sau. Thí dụ như một đối tượng của nhãn quan vượt qua một chập theo đường của mắt. Kế đó, tâm phá quan gá rung động trong một chập rồi diệt, chấm dứt dòng phá quan gá. Liền sau đó, ngũ môn hướng tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó. Tiếp theo là những chập tư tưởng say tuần tự phát sanh và chấm dứt nhận thức, nhìn thấy hình dáng của đối tượng. Tiếp họ tâm, thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm, quan sát hình dáng ấy, xác định tâm, xác định hình dáng ấy. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài, con xin phép được xuống mic ạ.
Dạ, con xin đọc lại đoạn 2 tiếp cho nó xong. Tát tô ba rằng đề cụ nó tình tất cả mà hóa cha ra trao quả trao quả nề su dần kinh chi lập tháp bát cha dần về phì về na sát tất khách tùng cha quả ti cha quả nề nước bàn thà đi cha đề ta đà đầm ma na pa ca ni yết tha ta hằng ta quát tần ti tát tô ba rằng sau anh giáp ba tô tiếp theo 129 dục giới động tốc tâm do nhân duyên chi phối phần lớn tồn tại đến bảy sắc na theo sau động tốc là hai động sở duyên thập di mốt tùy theo mà khởi lên tiếp đến nội tình truyền vào hậu kiếp etta watta chitta sa chitta ba ta đề sau anh giáp cha ba na ni put bề hòa tì tắc ca mẹ cá chích tắc khá nắc làm tí cách tòa sắp ra xa chích tắc khá nà ní ba đi phù đền tí tắc tò ta rằng thi đuốc cha tí à làm ba nam mẹ tặng a ti ma hành tặng nà ma gồ cha rằng. Như vậy một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sắc na sau khi được thâu nhận chậm đến một tâm sắc na tức là 14 tâm sinh ra ở trên lộ trình hai sự rung động của hữu phần sau đó tâm ấy diệt một đối tượng như vậy gọi là rất lớn và watada lam panupa da pana appa hon ta ti tất cần a pa thằng a cha tăng a lam ma năng ma hàn tăng na ma tập pa cha wa na sa sa nay pa wan na pa to wa ho ti na thi ta đà lam nút pa đồ một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động sở duyên mót ở lên đến cuối động tốc tâm đối tượng ấy chìm vào hộp kiếp và động sở duyên tâm không khởi lên. Con cũng xin đọc tiếp. Dạ quá chán quá nấp bà đà ý ấp ta hồn tà thì ta ca mà tà thằng à ra thằng à làm bán năng ba rít thằng nà mắt tất thá cha quá năng tí a nấp bá chích tòa đò thích khá tùm quất thá bá ná mề quá bá quát tá tí khá tổ bá rằng thói quần rất bà tổ quá hồ tí. Một đối tượng được gọi là nhỏ nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động thấp tâm khởi lên. Ở đây động thấp tâm không khởi lên xác định tâm sẽ tồn tại hai hay ba sát na tâm xong lại chìm vào hậu kiếp. Và quá quá tha pa nức pa đà cha pa na ấp pa hồn tà thì tắc ca mà pa pa thằng à ga tằng ni rô tha sa na ma lăng pa ngăn a ti pa ri tằng na ma tắc tha pa gần ra cha na la na mê quá hồ tí nát thí quỳ thí chích tức ba đồ. Một đối tượng sắp sự diệt được gọi là rất nhỏ nếu được thâu nhận rất chậm và không thể tồn tại cho đến khi xác định tâm khởi lên. Ở đây hậu kiếp chỉ rung động lộ trình tâm không khởi lên. Ít chê hoàng chắc hút đò rê tát thà sô tát đò ra đi su chà tí sắc tát à tí bành cha đò rê ta đà làm ba na cha qua na quát tha ba na mồ kha hòa ra sằng kha ta nằng cha tuần nằng hòa ra nằng yết thắt kha mằng
à làm ba na phù ta vi sa yết ba vát ti cha tu tha về đích tập bà. Như vậy đối với nhãn môn, cũng vậy đối với nhĩ môn, vân vân. Tổng cộng tất cả năm môn có bốn sự trình bày của đối tượng, tùy theo thứ tự theo bốn cách được biết là: một, chấm dứt ở thập di. Ta đà làm bá ná và rác. Hai, tồn tại cho đến tốc hành tâm. Ba, xác định tâm. Quá tháp bá ná và rác. Bốn, không đáng kể chỉ khiến cho một kiếp rung động. Quỳ thí chích tà ní sát tề quá chí tích và đà cha tuân đa sát cha tu phần nhà sa quýt 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 thà ra phần cha đò về giấc thà ra hàng. Có bảy phương cách, bảy tập tư tưởng và 14 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm. Một, a quách cha nát. Hai, bành cha quỳnh nhà nát. Và sâm ba tích cha nát. Sâm ba tích cha nát. Bốn, sành phí ra nát. Năm, quốc tha pa na. Sáu, cha qua na. Bảy chập và bảy ta đà làm pa na. Bảy chập này trở thành 14 nếu tính riêng bảy chập cha qua na và hai chập ta đà làm pa na. Tính với đầy đủ chi tiết có 54 tâm dục giới tùy trường hợp xuyên qua năm môn. A yang na tha bành cha đò rề vít thi chích tập ba quát tí ná vô. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh xuyên qua năm một. Xin hỏi. Xa thấu, xa thấu. À, này chúng ta lọc hết cái phần lộ trình tâm ha, ngũ môn ha. Thì bây giờ trước khi cho cái lớp học mình đi học tiếp, cho nó có cái sự nói tiếp liên tục đó. À, mời Châu Nguyễn lên trình bày lại cái bài vừa rồi. Được rồi, học á, học trình bày là hết cho tới đó rồi bắt đầu nó đi tiếp được, nó mới dễ dàng ha. Rồi mời Trọng Nguyễn lên nha. Rồi hai chấm tâm bây giờ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, cảm ơn cô Nhung đã cho con biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn lời. Dạ, con xin phép được tóm tắt lại bài mà tuần trước học ạ. Sự diễn tiến lộ trình tâm năm môn, cảnh rất lớn, lấy nhãn môn làm tiêu chuẩn. Chót na cảnh thì có 17 sát na tâm như sau: là hộ kiếp, rồi hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, xác định, động lực, na cảnh. Thì trong đó là từ hậu kiếp vừa qua đến hậu kiếp rung động, đó là tâm chủ. Diễn hoạt của lộ tâm, sát na có 14 tâm khách, không kể ba sát na, hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rung động và hậu kiếp dứt dòng. Chặn có 7, gồm có kháng ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, xác định, động lực và na cảnh. Thứ tâm có 46 tâm dục giới trừ 4 đôi thức là nhĩ tỷ thiệt thân. Người có 8 hạng người, 4 phàm nhân và 4 thánh quả. Cõi có 11 cõi dục giới, gồm có 4 cõi khổ và 7 cõi vui dục giới. Câu chuyện ví von về lộ tâm: nằm ngủ dưới gốc xoài đó là hậu kiếp, trái xoài rụng là hậu kiếp vừa qua, bị âm thanh tác động là hậu kiếp rúng động, giật mình thức giấc ngồi dậy là hậu kiếp dứt dòng, đưa mắt hướng về nơi có tiếng động đó là kháng ngũ môn, nhìn thấy trái xoài là nhãn thức, bước đến nhặt là tiếp thâu, xăm soi xem xét là quan sát, thấy xoài chính là xác định. Cặp trái xoài 7 miếng là 7 sát na động lực. Ăn xong còn chép miệng 2 cái, đó là 2 sát na cảnh.
nằm xuống ngủ tiếp là hộ kiếp cơ bản hiện khởi. Ghi chú: kháng ngũ môn và ngũ song thức ngoài phận sự riêng còn có phận sự làm cho cảnh lộ rõ. Tiếp thâu quan sát kháng ý môn là làm thêm công tác hoàn chỉnh cảnh. Động lực là hưởng trọn cảnh. Na cảnh là hưởng cảnh dư sót của động lực. Trá qua ná động lực trong lộ ngũ môn luôn là các tâm dục giới, gồm có 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện, 8 tâm duy tác và 1 ưng cúng vi tiếu. Lực của 7 sát na động tốc. Trá qua ná là căn từ tru là chạy, trú, chạy nhanh, động lực, động tốc, có nghĩa là tiềm ẩn sức mạnh và lưu giữ hạt giống nghiệp. Sát na thứ nhất, yếu nhất vì sanh đầu tiên và không có sự hỗ trợ của các sát na đồng loại và chỉ cho quả ngay trong kiếp hiện tại, nếu không thì hết, có nghĩa là hiện báo nghiệp. Sát na thứ bảy, yếu thứ hai vì sắp cận kề sự diệt và chỉ cho quả trong kiếp kế tới, tức sanh báo nghiệp. Sát na thứ hai đến thứ sáu, riêng sát na thứ tư là mạnh nhất vì ở giai đoạn cực thịnh và là sát na quyền. Năm sát na này cho quả bất định ngày giờ kể từ kiếp thứ hai về sau cho đến khi niết bàn, tức hậu báo nghiệp. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con có bị sai chỗ nào con nhờ thầy chỉnh lại giùm con ạ. Dạ con xin cảm ơn cả lớp đã lắng nghe. Con xin phép được xuống mic ạ. Chào thứ. Như vậy là chúng ta đã đi tới cái những sát na về cho bá đá ha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào tâm cảnh tó đà lầm bá đá chích tá. Tâm na cảnh. Giờ hôm nay tó đà lầm bá đá chích tá tâm na cảnh. Riêng phần vô cái phần tâm na cảnh ta đã làm bá nó chích tá tâm na cảnh. Rồi hai Nguyên Trang mới vô room, hai cô Hà mới vô room, hai ngủ trễ dữ ngủ không rồi sao tu trời. Rồi thư ký đã mất rồi, sao ghi lên tâm na cảnh ta đa lâm ma đa chích tá. Rồi nó cho Nguyễn làm này đẹp á. Rồi dòng các từ đồng nghĩa hai chấm đồng sẽ duyên mót thập di đồng sẽ duyên mót thập di. Rồi, tức là những cái từ đồng nghĩa với cái chữ na cảnh ha, tức là đồng có chỗ sắc ta dùng chữ là đồng sở duyên, có chỗ dùng chữ mót, có chỗ dùng chữ là thập di. Khi mình đọc những cái sách khác mình thấy là ghi vậy, mình hiểu đó là tâm na cảnh ha. Rồi xuống dòng ghi chữ ta đa đó, có nghĩa là chính cái đó. Ta đa chính cái đó. À, rồi cái chữ rầm bá ná copy rầm bá ná vậy là rầm bá ná nghĩa là cảnh, rầm bá ná là cảnh. Rồi ráp nguyên chữ vô ta đà lầm bá ná nghĩa là chính cảnh cũ. Ta đà bá ná nghĩa là chính cảnh cũ. Rồi dòng ý nghĩa, mình lấy ý nghĩa chính gạch đầu dòng ha. Tâm mà nhận cảnh từ động lực
phải. Sanh sao liền với động lực. Sanh sao liền với động lực. Sanh sao liền với động lực. Chính là na cảnh. Chính là na cảnh. Hay đồng sở duyên. Mót, thập di. Hay đồng sở duyên. Mót, thập di. À, tức là tâm, những cái tâm nào mà nó sanh, nó nhận cảnh từ cái bảy cái sắc na chấp ná động lực đó, ví dụ vừa lộ thì tâm phát sanh tới tâm động lực, à, thì dứt cái động lực đó thì sanh sao liền cái động lực đó, đó. À, thì đó chính là na cảnh, à, hay gọi là đồng sở duyên, hay là mót, hay là thập di, à, tức là nó hưởng lại cảnh dư của cái tâm động lực, à, thì từ từ mình học mình sẽ biết là nó hưởng như thế nào ha. Rồi xuống dòng nhiệm vụ 2 chấm. Nhiệm vụ 2 chấm. Hưởng cảnh dư từ động tác phải mót cảnh chấm. Hưởng cảnh dư từ động tác phải mót cảnh. Đó là cái nhiệm vụ của cái lai cảnh là nó hưởng cảnh dư tàn của động tác. Hay là gọi là mót cảnh, tức là giống như mình mót lại, mót gì sót, được chưa? Quý vị ghi kịp không? Alo. Từ từ ha, ok. Kịp rồi ha, ok. Rồi xuống dòng nhân sanh có hai chấm. Tức là nhân sanh ra cái ma cảnh này đó có hai, nhân sanh có hai chấm. Một cảnh rất lớn thuộc lộ ngũ môn. Một cảnh rất lớn thuộc lộ ngũ môn. Hoặc là A hay B gì cũng được ha. A cảnh rất lớn thuộc lộ ngũ môn cũng được. A cảnh rất lớn thuộc lộ ngũ môn. B cảnh rất rõ thuộc lộ ý môn. À, tức là nó có hai cái nguyên nhân để phát sinh ra cái mà na cảnh này đó. À, thì thứ nhất là do cảnh rất lớn thuộc về lộ ngũ môn. À, lộ ngũ môn thì người ta dùng chữ rất lớn. À, khi cảnh rất lớn đến với lại vô qua cái năm môn đó, mắt tai mũi lưỡi thân thì nó sẽ phát sinh ra cái hai sắc na tâm na cảnh chót. Rồi nếu mà lộ ý môn thì tôi dùng cảnh rất rõ, bởi vì ý môn thì những cái cảnh này nó ở trong ta trong tâm của mình ha, chứ nó không phải ở ngoài như ngũ môn, thì lúc đó tôi dùng chữ rất rõ. À, thì như vậy na cảnh phát sinh được là phải có hai nguyên nhân này nó mới phát sinh được, còn không có thì nó không thể phát sinh được, do cảnh rất lớn hoặc là cảnh rất rõ. Đó là nguyên nhân có hai như vậy. Rồi xuống dòng thời na cảnh sanh hai chấm có hai. Thời na cảnh sanh có hai. Xuống dòng a thời bình nhất hai chấm. Thời bình nhất na cảnh xen giữa động tốc và hộ kiếp. Na cảnh xen giữa động tốc và hộ kiếp. B thời cận tử. Na cảnh xen giữa động tốc và tử tâm. Na cảnh xen giữa động tốc và tử tâm. Rồi như vậy trong cái thời mà na cảnh nó phát sanh á,
thì nó có hai cái phương cách. Thứ nhất là trong thời bình nhất, tức là trong cái thời mình đang sống này nè, trong lúc mình đang sống thì khi mà phát sanh na cảnh thì na cảnh nó xen giữa với động lực và hậu kiếp, tức là cái lộ trình tâm nó diễn tiến tới động lực xong xuôi rồi na cảnh nó xen vô, na cảnh xen vô xong rồi là mới tới hậu kiếp trở lại. Thì như vậy nó nằm giữa động lực và hậu kiếp, tức là nó xen giữa vô đó đó. Đó là cái trong nhật bạch. Nhưng mà trong thời cận tử thì tới giờ phút lâm chung thì khi động lực nó phát sanh xong xuôi na cảnh nó mới sanh lên rồi tử luôn, na cảnh sanh lên rồi tử. Thì như vậy na cảnh nó nằm giữa động lực và tử tâm, nó có hai cái trường hợp như vậy. Là chúng ta cần phải để ý là khi thời bình nhật thì động lực và hậu kiếp rồi lộ tâm diễn thường, còn về tử tâm thì động lực rồi na cảnh rồi tử và chấm dứt đời sống và thời cận tử. Thì như vậy thời na cảnh sanh có hai, là chúng ta cần được hiểu như vậy. Được chưa quý vị? Ghi kịp chưa? Alo. Kịp rồi ha. Ok. Điều kiện nhân tố sanh na cảnh có ba. Điều kiện nhân tố sanh na cảnh có ba. Kiện nhân tố sanh là cảnh của bà. A nhỏ, động lực dục giới. Động dục giới. Hay động tống, có chỗ dùng động lực cũng được. Động lực dục giới. B, người thuộc dục giới. Người thuộc dục giới. C, tâm lộ phải là cảnh thuộc dục giới. Tâm lộ phải là cảnh thuộc dục giới. Rồi, đó là cái điều kiện quyết có và đủ, là nhân tố phát sanh được cái na cảnh này, là có ba vấn đề này. Thứ nhất là động lực dục giới và động tốc dục giới đó. Thì chỉ có động tốc dục giới mới phát sanh được na cảnh. Còn sắc giới, vô sắc giới là không thể phát sanh được na cảnh. Bởi vì những cảnh sắc giới, vô sắc giới nó thuộc về động lực, về thiền. Về thiền thì nó không có những cái cảnh mà bất ngờ, lộn xộn, nhẹ không? Cho nên nó không phát sanh ở động lực sắc giới, vô sắc giới. Chỉ có là trong động lực dục giới nó mới phát sanh ra cái vụ na cảnh này. Đây là điều mình cần phải nhớ không? Rồi người cũng vậy. Người là phải người thuộc dục giới. Người sanh trong những cõi trời dục giới, hoặc là người dục giới, thuộc về dục giới thì mới có sanh được na cảnh. Còn những cõi sắc giới, vô sắc giới thì, hoặc là người cõi sắc giới, người vô sắc giới, là người siêu thế vậy đó, thì không thể có na cảnh này. Cho nên người cũng phải thuộc dục giới luôn, và tâm lộ phải là cảnh thuộc dục giới luôn, chứ không thể là cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới được. Cho nên tâm lộ phải là cảnh thuộc dục giới, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp thuộc dục giới, thì na cảnh nó mới phát sanh. Thì như vậy điều kiện nhân tố phát sanh là cảnh cho chúng ta biết là nó có nằm trong phạm vi thuộc dục giới mà thôi, chứ không thể bước qua cảnh giới khác. Đây là điều mình cần phải để ý nha, chứ không thôi mình lộn qua cái sắc giới mà nó có na cảnh là chết, nó không thể có trường hợp đó. Được chưa quý vị? Nói chưa? Alo. Ok ha, rồi qua dễ, ăn đâu có gì khó ha, dễ ủi. Rồi ghi nhận hai chấm. Ủi ha, ủi. Giờ này hỏi nó trời dịp giới có mấy cõi trời. Thì trước học bài người cõi đâu rồi, chạy đâu hết rồi. Giờ này lo lại cái cũ nữa, khổ ghê. Coi đi nha, tự hỏi đi nha, tự coi nha, ôn bài lại nha. Như hỏi cái lôi ra hết nguyên người cõi nữa thì chắc chết luôn, tới mai chưa xong. Ghi nhận hai chấm. Hai sắc na cảnh cần có
vì cảnh của động lực quá lớn. Hay sát na na cảnh cần có, vì cảnh của động lực quá lớn. Chưa gạch xuống gạch là dòng cái bếp ha. Hưởng cảnh dư tàn của động lực, hưởng cảnh dư tàn của động lực. Rồi gạch là dòng tiếp. Cảnh thuộc dục ái, cảnh thuộc dục ái. Dòng không sanh trong cảnh báo đại và siêu thế. Không sanh trong cảnh báo đại và siêu thế. Dòng chỉ sanh trong cõi dục giới. Dòng không có khả năng tạo ra nghiệp, không có khả năng tạo ra nghiệp. Được chưa? Rồi như vậy cái vấn đề, những cái vấn đề ghi nhận này chúng ta cần phải để ý là rất là quan trọng ha. Thì na cảnh, hai cái sắc na cảnh này nó bắt buộc cần phải có, bởi vì khi mà cảnh động lực nó quá lớn, cảnh của động lực quá lớn, chẳng hạn như mình thấy của cảnh gì quá lớn thì cái động lực nó sanh lên rồi bắt buộc phải có hai na cảnh theo sao, để cho nó giống như người ta nói, giống như mình người chạy đua chạy nhanh quá tới mức độ ta muốn ngừng lại, thì khi muốn ngừng lại thì ta phải từ 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 lại liền, chậm chậm lại chứ không phải đứng lại liền cái được. Cho nên hai sắc na na cảnh này phải có khi mà động lực nó quá lớn, với cảnh nó quá lớn bắt buộc phải có hai sắc na để nó làm cho cái trớn nó chậm lại để mà trở lại lộ trung tâm bình thường. Ở hai sắc na na cảnh này cần phải có là như vậy. Rồi nhiệm vụ thứ hai là nó hưởng cảnh dư tàn của động lực, tức là nó hưởng mót lại cái cảnh của động lực, nó vì cảnh nó quá lớn thành ra nó phải hưởng, nó được hưởng lại cảnh đó. Rồi cảnh thuộc dục ái, tức là cảnh nằm trong phạm vi của dục giới, tức là không thể bước qua những cảnh giới khác. Những cái nào thuộc về trong phạm vi của dục giới đều phải có thể có là cảnh phát sanh hết. Cho nên không sanh trong cảnh đáo đại nè, cảnh đáo đại là cảnh thiền ha, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, thì không thể có là cảnh trong những cảnh, những trường hợp đó. Bởi vì thuộc về thiền, về siêu thế thì cái cảnh rất lớn nó không có phát sanh. Rồi chỉ sanh trong cõi dục giới, nhớ là chỉ sanh trong cõi dục giới rồi. Rồi không có khả năng tạo ra nghiệp, bởi vì sao? Bởi vì na cảnh này nó thuộc về tâm quả chứ nó không phải thuộc về nhân, cho nên nó thuộc về quả, nó chỉ là làm cái phận sự là hưởng tàn cảnh dư sót của động lực, hoặc là nó lót vô để cho lộ trình tâm nó trở lại quân bình, thì nó không có khả năng tạo ra những cái nghiệp. Đó là những vấn đề chúng ta cần phải ghi nhận ha. Cái na cảnh này cũng rất là đặc biệt, thì cần phải hiểu rõ cái này. Được chưa? Nắm được chưa? Alo. Thông qua được không? Alo quý vị ơi. Được rồi ha, dễ ủi ha, đâu có gì có không? Rồi tiếp ha, tiếp tục ha. Rồi tâm làm việc na cảnh hai chấm, tâm làm việc na cảnh hai chấm. Mười một tâm quả thuộc dục giới, mười một tâm quả thuộc dục giới. Mười một tâm quả thuộc dục giới.
Ba quan sát vô nhân. Ba quan sát vô nhân, ba tâm quan sát vô nhân. Cộng tám tâm quả dục giới tịnh, tám tâm quả gì đó, tám tâm quả đại thiện dục giới. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo đi cũng được, mà tám quả dục giới tịnh hảo. Ba quan sát vô nhân, tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Rồi như vậy chúng ta có 11 cái tâm nó làm cái công việc là na cảnh, tức là ba cái tâm quan sát, tức là quan sát thọ xả quả bất thiện, tâm quan sát thọ xả quả thiện, tâm quan sát thọ xả thọ hỷ. Như vậy có ba cái quan sát này làm việc na cảnh. Rồi tám tâm quả, tám tâm quả thuộc về dục giới tình hảo này cũng làm phần sự na cảnh luôn. Rồi đó là có 11 cái tâm làm phần sự na cảnh, thì như vậy nó hoàn toàn là tâm quả hết. Nhưng mà thấy đó chính là cái vấn đề nó không có khả năng cho nghiệp là như vậy. Rồi xuống là phân loại người, phân theo người đi. Phân theo người cho nó dễ, phân theo người, phân theo người dòng. A à, người khổ hai chấm, một tâm quan sát và xả quả bất thiện vô nhân, một tâm quan sát và xả quả bất thiện vô nhân. Rồi B, người lạc và người nhị nhân. Người lạc và người nhị nhân có bảy tâm. Người lạc và người nhị nhân có bảy tâm. Ba quan sát, ba quan sát làm biết phải không? Cộng bốn tâm quả thiện ly trí. Ba quan sát cộng bốn quả thiện ly trí. Rồi C, người tam nhân và bốn bậc thánh quả ở cõi dục giới này chấm. Người tam nhân và bốn bậc thánh quả ở cõi dục giới có 11 tâm. Và ba quan sát và tám tâm đại quả, tám tâm đại quả thiện dục giới. Rồi như vậy nếu phân theo loại người thì đối với người khổ khi mà cái loại tâm mà có na cảnh thì cái tâm quan sát quả bất thiện nó sẽ làm na cảnh. Nó sẽ làm một sự, bởi vì người khổ mà nó là thuộc về quả tâm quan sát quả bất thiện. Nhưng mà người lạc và người nhị nhân thì nó có bảy cái loại tâm. Ba tâm quan sát này, đối với người lạc thì ba tâm quan sát này có khả năng là một là quả bất thiện, quan sát thọ xả quả bất thiện, hai là hai cái tâm quan sát kia thuộc về thiện, thọ xả thọ hỷ. Rồi đến với người nhị nhân thì có thêm bốn tâm quả thiện ly trí. Nhị nhân mà không có hợp trí ha, chỉ có bốn quả thiện ly trí. Thì như vậy người lạc và người nhị nhân là có bảy cái loại tâm để mà làm cái phận sự na cảnh, tức là ba quan sát và bốn tâm quả thiện thuộc về ly trí dục giới. Bây giờ nắm được không? Hello. Được không? Dễ hiểu ha, là vậy ha. Rồi cái người tam nhân á, là cái người mà ba nhân á, và bậc thánh quả và bốn bậc thánh quả á, tức là Tư Đà Vờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, bốn bậc thánh quả và người tam nhân á, nếu ở cõi dục giới á, ta tính là cõi dục giới ha, thì cho chúng ta có là 11 loại tâm, tức là tâm đại quả dục giới
tám thành quả thiện giới và ba quan sát, nó làm phận sự na cảnh, tức là nó sẽ chen lót vô trong cái lộ động tóc trước khi bước qua hồi kiếp. Thì đối với người nam nhân và bốn bậc thánh quả thì có tám tâm đại quả, tức là vừa hợp trí cũng có, mà ly trí cũng có, mà quan sát cũng có, tức là có đầy đủ đối với người tâm nhân và bốn bậc thánh quả. Thì nó tùy theo trường hợp cảnh lớn như thế nào, mạnh như thế nào thì nó sẽ cho là 11 loại tâm làm phần sự đó. Thì như vậy chúng ta nếu mà phân theo người thì chúng ta có đầy đủ người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tam nhân, người bốn thánh quả có đầy đủ không? Vì như vậy na cảnh là một cái loại tâm nó làm phận sự, là nó lót giữa, nó làm cho cái tâm mình nó được trở về cái trạng thái cũ, do bị tác động cảnh quá lớn, cảnh quá lớn nó lớn thì nó làm cho tâm nó bị có cái trường hợp mà phải có na cảnh xen vô để cho quân bình cái loại tâm lại, cái tâm mình nó có trớn, nó trả lời bình thường lại. Thì có những cái loại tâm nó làm phận sự là như vậy, hoàn toàn là tâm quả, chứ nó không thể là những cái tâm tạo nhân được. Nó chỉ cái nhiệm vụ là nó hướng lại cảnh dư tàn của cảnh đó. Chẳng hạn gì mình thấy cảnh quá đẹp, cái gì cái tâm bảy cái động tóc mình nó mạnh, nó cảnh mạnh quá thì nó hưởng cảnh, mà nó vừa hưởng dứt hết xong đó. Giống như ăn cái tàu nãy nó nhai cắn bảy lần thì xong còn chép miệng hai cái, tức là hưởng thêm dư tàn. Thì đó, thì cái hai cái na cảnh này nó làm thật sự là hưởng cảnh dư, cảnh sót của cái động lực đó. Thì như vậy là chúng ta đã hiểu được cái vấn đề na cảnh, cái phần sự nó như thế nào. Quý vị nắm được chưa? Hello. Nắm được cái phần na cảnh không? Ha, nắm được ha. Ok, dễ quá ha. Rồi bây giờ mình qua nãy là phần số 1 là cảnh rất lớn, có chót, có na cảnh ha. Rồi bây giờ số 2, chót động lực. Chót động lực là chỉ có động tóc động lực thôi ha. Chót động lực là không có na cảnh, là chót động lực. Có 15 sát na tâm như sau, 2 chấm. Có 15 sát na tâm như sau, 2 chấm. Rồi, cái gì thấy không ạ? Alo. Ok, good. Rồi bây giờ một cái diễn quạt lộ trình tâm mình thấy không, cái hậu kiếp và cái gì hát ở đầu thì đứng học cái ký tự ha. Chữ hát là hậu kiếp, hậu kiếp mình không tính, là hậu kiếp là nó cứ sanh diệt đều ha. Thì khi có cảnh tác động vô dòng tâm thức mình thì cái ngay cái sát na thứ nhất đầu tiên tự gọi là hậu kiếp vừa qua, khi cảnh tác động vô là sát na hậu kiếp vừa qua là bắt đầu tính. Rồi rúng động, hậu kiếp bị rúng động là số 2. Rồi rúng động xong rồi số 3 là dứt dòng, tức là hậu kiếp tới đây là ngưng cái dòng hậu kiếp, tức là do cảnh tác động vô là hậu kiếp vừa qua rúng động dứt dòng hậu kiếp, tức là chấm dứt cái tâm chủ, tức là cái tâm chính của đời sống mình. Thì nó chấm dứt cái đó xong rồi tới thứ tư là kháng ngũ môn sanh lên để hướng về cảnh, nó hướng về cái cảnh mà nó đến làm cho cái hậu kiếp dứt dòng. Rồi kháng ngũ môn sanh lên xong diệt mất, nhường lại cho ngũ sanh thức sanh lên, tức là một trong năm thức, và nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó tùy theo cảnh. Ví dụ như cảnh sắc thì nhãn thức sanh, cảnh thinh thì nhĩ thức sanh, cảnh khí thì tỷ thức sanh, cảnh vị thì thiệt thức sanh, xúc là thân thức sanh. Thì như vậy một trong năm thức này nó bắt đầu nó phát sanh lên để nó tiếp nhận cảnh vô. Rồi sáu, rồi số sáu là tiếp thâu, là nó thâu cảnh, nó giống như cái hình mà máy chụp hình chụp, nó thâu cảnh nó vô trong cái dòng tâm thức, nó thu cảnh nó vô, thì tiếp sau thâu nữa làm phần sự là thâu nhận cảnh. Rồi số 7 là quan sát cảnh đó, quan sát xong xuôi tiếp tục đưa qua số 8 là xác định cảnh như thế nào đó.
Rồi sau khi nó xác định cảnh đó rồi thì từ 9 tới 15 là động tốc, là sát na động, 7 sát na động tốc phát sinh khởi. Thì như vậy tới đây 7 sát na động tốc sinh khởi xong là chấm dứt, không có na cảnh, trở lại chấm dứt không có cảnh và nó trở về hộ kiếp trở lại. Thì như vậy do cảnh lớn tức là không có quá mạnh để mà dư sót, cho nên nó chỉ tới vừa đủ tới động đốc và nó chấm dứt. Thì như vậy lộ trình tâm mà được tính là chót động lực thì có 15 sát na tâm sanh khởi như vậy. Quý vị nắm được chưa? Alo. Được ha? Rồi. Ok, sao được. Rồi, xuống dòng diễn hoạt lộ tâm hai chấm. Diễn hoạt lộ tâm hai chấm. Dòng gạch đầu dòng sát na hai chấm có 12 tâm khách. Sát na hai chấm có 12 tâm khách. Dòng chặn hai chấm có 6 thuộc tâm khách. Có 6 thuộc tâm khách. Dòng thứ tâm hai chấm có 38 tâm khách. Có 38 tâm khách. Có 38 tâm khách. 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Kỳ đi, 12 tâm bất thiện trước đi. 12 tâm bất thiện. 10 tâm vô nhân trừ 4 đôi thức. 10 tâm vô nhân trừ 4 đôi thức. 4 là 8 ha, 4 đôi là 8 là 18 tâm vô nhân trừ 4 đôi thức là còn 10 tâm vô nhân. Rồi. 8 tâm thiện dục giới. 8 tâm thiện dục giới tình hảo. Tám tâm duy tác dục giới tình hảo. Rồi, như cộng lại phải 38 rồi quý vị. 12 với 10, 22. 22 với 16, 38 đúng rồi. 38. Là thứ tâm có 38. Rồi, ok. Rồi, xuống dòng, cách đầu dòng cái nữa. Người, 2 chấm, có 8. 4 phàm cộng 4 thánh quả. Người có 8, 4 phàm cộng 4 thánh quả. Rồi, xuống dòng. Cõi 2 chấm. 26 cõi có đủ 5 quẩn. 26 cõi có đủ 5 quẩn. Trừ 4 cõi vô sắc và vô tưởng. Trừ 4 cõi vô sắc và cõi vô tưởng. Rồi, là diễn hoạt cái lộ tâm cho chúng ta những cái vấn đề đưa ra như vậy ha. Thì bây giờ trong cái lộ tâm này đó, thì về sát na, thì người ta nó cho mình biết là có 12 tâm khách. Quý vị biết tại sao nãy mình nói là lộ tâm nó có được là 15 sát na tâm, đúng chưa?
mà bây giờ sát na tính ra thì có 12 tâm khắc là nó bỏ bớt cái gì đâu. Alo. Đúng rồi, xà thú bỏ vừa qua đứng động dứt dòng, bởi vì ba cái này đó, nó thuộc về tâm chủ, bỏ ba tâm chủ ra ha. Nó thuộc chủ chứ không phải khách. Cho nên khi mà nói tới sát na thì ta tính ở 12 tâm khách, tức là tính từ cái ngũ môn, ngũ sân thức, tiếp thâu quan sát và xác định, rồi bảy cái động tốc. Thì như vậy có sát na tâm khách là cho chúng ta có lợi được biết được là có 12 12 sát na tâm khách này. Rồi về chặn, tức là từng chặn thì nó cho mình biết là có 6 chặn thuộc về tâm khách. Tức là chặn thứ nhất là gì? Kháng ngũ môn, 1 chặn. Chặn thứ hai là ngũ song thức, là 2 chặn. Chặn thứ ba tiếp thâu là 3 chặn. Chặn thứ tư là quan sát, là 1 chặn. Chặn thứ năm là xác định, là 5 chặn. Và chặn thứ sáu là động tốc. Thì cho chúng ta biết là chặn thì có 6 thuộc về tâm khách luôn. Được chưa? Nắm được chưa? Dễ hiểu không quý vị? Dễ hiểu không quý vị, khó không? Rồi, ok. Rồi tới cái thứ tâm nè. Thứ tâm là những cái loại tâm niệm gì ha? Thứ tâm thì cho chúng ta biết là có 38 tâm khách. Tức là giờ 12 tâm bất thiện này. Thứ nhất là có 12 tâm bất thiện. Thì 12 tâm bất thiện này nằm ở đâu quý vị? Mười hai tâm bất thiện nằm ở chỗ nào trong lộ tâm đây? Động lực xa thú, xa thú, đúng vậy, chính xác. Tức là 12 tâm bất thiện nó chỉ sanh ở động lực ha. Nói 12 là không phải 12 lượt nha, tức là tùy mỗi cái rồi. Một tham hay sân hay si chứ không phải là động lực 12 cái ha. Thì 12 động lực, 12 bất thiện nằm sanh trong cái bảy cái sắc là động lực. Rồi 10 vô nhân, 10 tâm vô nhân này sanh ở đâu đây? Mười tâm vô nhân. Kháng ngũ môn, rồi ngũ sân thức, rồi tôi đúng rồi, tiếp thâu quan sát xác định, chính xác ha. Tức là 10 cái tâm vô nhân này nó sanh ở trong cái phần phía trước, là từ kháng ngũ môn ra lên là cũng vô nhân nè, ngũ sân thức cũng nằm trong nhóm vô nhân, tiếp thâu cũng vậy, quan sát cũng vậy, xác định cũng vậy. Thì như vậy là một loạt những cái loại tâm nó sanh khởi là do cái tâm vô nhân nó chủ đạo trong vấn đề nó tiếp nhận cảnh vô ha. Thì như vậy chúng ta có được 10 cái tâm vô nhân nó phát sanh như vậy ha. Rồi 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo sanh ở đâu đây? 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Động lực xa thứ, xa thứ. Chính xác ha, động lực. Rồi 8 tâm di tác sanh đâu? 8 tâm di tác động lực luôn, xa thú. Thì như vậy chúng ta đã nắm được vấn đề không? Tức là cái lộ trình tâm nó diễn tiến, nó phát sanh là những loại tâm nào nó nằm ở đâu, vị trí nào là mình đã nắm được không? Chính xác, quý vị đã hiểu được không? Rồi bây giờ qua cái thứ tâm này là mình đã nắm được cái vấn đề. Rồi tới người, thì có 8 loại người, cho chúng ta biết người có 8, 4 phàm nhân. 4 phàm tức là người khổ, người lạ, người nhị nhân, người tam nhân, thuộc về phàm tục. Có 4 phạm nhân thì có vấn đề diễn tiến lộ trình tâm theo ngũ môn chót động lực đầy đủ ha. 4 thánh quả là một thánh a la hà a tu la vờn tu la hàm a la hàm a la hán quả, thì vẫn có những cái này, thì diễn tiến này đầy đủ không thiếu ha. Nhưng mà tại 4 thánh đạo không có cái gì, người có 12 là 4 phàm, 4 thánh đạo, 4 thánh quả, tại sao 4 thánh đạo không có?
Đúng rồi, đúng rồi, xa thú vì đối tượng là Niết Bàn, hoặc là nó chỉ có một sát na đạo nó sanh lên rồi nó quả liền ha, thì nó không thể tính vô được có cảnh nào xen vô được, cảnh nó chỉ là cảnh Niết Bàn lúc đó mà thôi, à, không có những cái cảnh quan ngũ môn. Thì như vậy người cho chúng ta biết là bốn phàm có cái lộ tâm này, bốn thánh quả có lộ tâm này. Rồi như vậy là nắm được ha, người Phật có hiểu không? Rồi bây giờ cái cuối là cõi, về cõi có 26 cõi, có đủ năm uẩn, trừ bốn cõi vô sắc và cõi vô tưởng, đúng chưa? Có 26 cõi trừ bốn cõi vô sắc và cõi vô tưởng, là coi như cõi mình có 31 mà mình trừ ra bốn thành cõi vô sắc và cõi vô tưởng. Tại sao trừ ra cõi vô sắc cái gì? Tại sao trừ ra cõi vô sắc này? Không có sắc vì đây là lộ ngũ môn, xà thú, xà thú hay quá, quá xà thú luôn ha, chính xác ha, không có cảnh sắc trong cái vụ này, sắc thân ký vị xúc là không có, này thuộc về lộ ngũ môn, thành ra cõi vô sắc là miễn bàn tới ha, không có dính dáng gì vào vụ này ha. Nhưng mà giờ tại sao cõi vô tưởng là cũng vậy luôn, tại sao cõi vô tưởng thì cũng trừ luôn, vô tưởng có sắc mà sao trừ luôn? Không có tâm, chính xác luôn, xa đúng. Và như vậy là do chính những nguyên nhân này mà những cái cõi mà không có năm uẩn đầy đủ á, thì không thể có cái lộ ngũ môn phát sanh được. À, đây là vấn đề mà chúng ta thấy là chính vì cõi nó chỉ phát sanh với 26 cõi đủ năm uẩn, cõi vô sắc không có và cõi vô tưởng cũng dẹp ra luôn. À, như vậy là diễn hoạt lộ tâm cho chúng ta biết là sát na có 12, tâm khách chặn có 6 thuộc tâm khách luôn. Tứ tâm có 38 tâm khách, người có 8 là 4 phàm, 4 thánh quả, và cõi thì chúng ta có được 26 cõi, đủ 5 uẩn. À, đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết ha. Thì học tới đây là vừa tháng vậy ha, rồi từ sau mình học tiếp, chứ còn nữa mệt lắm, mất cái trấn của mình ha, nhiều quá nhức đầu. Rồi, tới đây là đủ ha, rồi tới đây tuần sau nhắc là học tới hộ kiếp khách nha. Thì sao tới cái vụ hộ kiếp khách này cũng hấp dẫn lắm. À, chót hộ kiếp khách. Để nhắc nè. Thêm nữa lần buồn. Thêm nữa nổ đun nghe đắc đạo luôn chứ cái là lần buồn. Rồi. Do mà, hỏi hả? Ok. Mà mày hả? Dạ, dạ, con xin sám hối, con rớt mít đó. Dạ, thưa Thầy, con có câu hỏi về cái tâm động lực. Nãy Thầy nó nói về bốn thánh quả. Thì ở cái thánh quả thứ tư là A-la-hán thì vẫn sanh động lực nhưng mà không tạo nghiệp, hay là không ở cái lộ tâm không sanh luôn động lực? Dạ, con có thắc mắc như vậy. Ủa? Em nói bốn thánh quả này có luôn mà, có luôn cái lộ tâm rộng tóc mà, có chót động lực luôn. Bốn thánh quả là thí dụ như giờ con Hà đắc tu đồ quần ha, đắc được tu đồ quần sau xưa cái tâm mình nó trở lại bình thường chứ, hết cái này trở lại là về bình thường, thì lúc đó cảnh nó đến mình vẫn có động lực như thường chứ. À, còn nếu mà A La Hán thì đắc A La Hán xong xuôi rồi trở lại bình thường, trở lại sống tiếp nhận cảnh này kia vẫn có động lực. Nhưng mà động lực này nó thuộc về tâm duy tác, chứ nó không còn có những cái động lực thiện hay là những cái động lực bất thiện nữa, mà nó động lực thuộc về duy tác, là động lực của một vị A-la-hán. Thì một vị A-la-hán thì với cái động lực này nó không có cái nguyên nhân, không có cái năng lực để mà tạo nghiệp nữa, bởi vì đã diệt tận tất cả những cái nghiệp để mà sanh tử luân hồi. À, cho nên động lực của vị A-la-hán là không có tạo nghiệp. À, đó là vấn đề chúng ta cần phải nắm như vậy ha. Được chưa? Nắm được chưa? À, động lực của phàm nhân khác, của thánh đạo, thánh thánh quả sơ nhị tam khác, mà thánh quả tứ tứ quả khác, à tứ
Tứ quả là chỉ có sử dụng A-la-hán, sử dụng tâm duy tác thôi, chứ không có sử dụng những cái tâm khác. Đó là vấn đề như vậy ha. Rồi, thông được ha, quý vị thông qua được cái phần này ha. Nắm được bài học không? Alo. Nắm được hết không? Xin cho biết đi, cho cái bông đi. Rồi, hôm nay mình học được những cái bài rất là đặc biệt ha, rất là ấn tượng để cho chúng ta suy gẫm về cái lộ trình tâm của mình. Và khi mình nắm được như vậy đó, mình đi vào thiền quán cũng rất là nhẹ nhàng, dễ. Ví dụ mình đang thiền thì có những cảnh nó đến như thế nào, cảnh rất lớn hay cảnh lớn đến như vậy, chúng ta biết được liền, tâm nhận được cái diễn tiến của lộ trình tâm liền. Đó là cái vấn đề như vậy. Rồi, do phước báo hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn học, luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh, và sớm có trí tuệ thành thục chánh trí đồng đều nhau cả thấy. Bao tu sap amang galan rakhan tu sap pade vata sap abutha nupa ve nasada sotte pavan tu te bao tu sap amang galan rakhan tu sap pade vata sap patamma nupa ve nasada sotte pavan tu te bao tu sap amang galan rakhan tu sap pade vata sap sangha nupa ve nasada sotte pavan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Rồi, nay nghe nói là cô Nguyên Trang nấu chè, nấu gì mà cho lớp đi, cho nhóm đi thiền mà sao thì thấy vô đây. Không đi thiền hả? Cô Nguyên Trang nấu xôi hả? Đúng là nấu xôi gắt gì đó. Nguyên Trang Hà lại không có đi à? Trốn hả? Ủa vậy là hay đi sao sớm vậy? Còn hôm qua hả? Tưởng bữa nay chứ. Rồi, ok, hôm nay chúng ta đã đầy đủ duyên lành để chúng ta học được về những cái loại na cảnh, loại những loại lộ trình tâm diễn tiến như thế nào ha. Rồi, xin mời MC lên hội ước phước báo và chúng ta đóng góp. Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Bà Chí Đà Na Gà Thà Dà Đê Quá Tà Sáng Tí Vi Hà Rá Hòa Sĩ Nì Thu Phê Khá Rê Bồ Tí Khá Rê Tà Hì Tà Hì Tà Tham Má Đà Nè Át Phá Hoàn Thức Phụ Chí Tà Sơ Thịnh Cà Rò Thề Thá Quý Nà Rà Mạn Đà Đê Thề Rà Chá Mất Chà Rá Hòa Cà Sankhavo Saramika Dhanamati Upataka Gama Chadesa Niyama Chalitsara Sapanaputa Sukhita Pavantute Chana Puja Yebija Andasam Pava Sanse Dachata Atatavo Papatika Niya Nikang Thamma Vara Patichate Sape Idukkatsakaron Tusang Kayang Atusirang Satang Thammo Ammatsara Japukkala Sankho Motu Samakko Vata Yaccha Hita Yaccha Amhe Vakkato Satthammo Sabbe di thamma cha vino Uthutin sambha punaya Thamma riya pavwe vite Yang kinshi kusala kammang Ratapang kiriyang Amakaye Vaja manasa Tidase sugatang katang Ye satta sannino ati ye satta sannino katang punya palang
nay ăn sắp về và gì có hoàn tu về về tăng các tăng suy đi tăng linh năng quân nhã pha lòng na già cha tập án na chờ nằm tí về và gia tân tò đi về đã dừng sắp về lộ cảm ý về sắp ta chỉ hoàn ta ra đề tu cả na nội nhằm hồ cha nằm sắp về các bạn tu ma ma chế ta xả tí đi đầu quá thâm về đà à sau quá thế già quá hồ tu à na ra đề đi đầu nội đi đầu hồ tu chư phi ta hồ tu nhà ta yo đi đầu nội nhà đi đầu hồ tu chư phi ta hồ tu nhà ta yo đi đầu nội nhà đi đầu hồ tu chư phi ta hồ tu nhà ta yo sa 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 do.